Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay trong video này mình sẽ làm một tựa game đó là Sếp Mobile. Thì cũng khá nhiều anh em mà hỏi, comment hỏi cũng như inbox fanpage hỏi về tựa game đó là Godfather Gun, mình hay gọi là Sếp Mobile á. Thì chơi trên bàn phím cơ Z1 hoặc là chơi trên bộ X1 như thế nào và cách sử dụng nó trên iOS cũng như Android là sao. Thì ở đây hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bàn phím và chuột như là bàn phím Z1 hoặc là bộ chuyển đổi X1 game sơ chơi game Sếp Mobile hay gọi là Godfather Gun á. Mình sẽ hướng dẫn trên cả Android lẫn cả iOS luôn. Thì đối với điện thoại Android thì có một số anh em hay mà comment thắc mắc bên mình đó là có trường hợp nhiều nhất là trường hợp bị ban game khi mà vô tựa game này, khi mà vô tựa game này. Thì đây là tựa game Sếp Mobile của Vinagame giao diện tiếng Việt. Đây là mình vô phần mà các bạn đã vô game rồi nè, các bạn có thể thấy là mình đã có cái nút map phím đây rồi nè. Đây, nút map phím và các bạn có nút setting phím này. Thì cái này là do các bạn chưa biết cách khắc phục thôi, chứ không phải do sản phẩm của mình bên mình bị lỗi. Cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cách có thể chơi được Sếp Mobile bằng bàn phím và chuột trên điện thoại Android nha. Rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho iOS thôi. Tại vì tự game Sếp Mobile này nó cũng khá là đơn giản, cấu hình phím của nó rất là đơn giản. Khi mà các bạn chơi các bạn biết rồi đó, nó không có rắc rối nhiều, có không phải lượng đồ cũng không phải nhiều như là Sếp Mobile. Cho nên là tự game này các bạn bắt phím rất đơn giản thôi. Quan trọng là các bạn sẽ phải vô được game và các bạn vô được như mình này. Vô trong giao diện chính của game và nó sẽ có những cái phần bấm phím như thế này. Rồi, giờ mình sẽ vô hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên thì các bạn cứ chuẩn bị một bộ bàn phím thôi. Z1 cũng được hoặc X1 để được, G5 đều được. Ở đây mình sẽ sử dụng bàn phím Z1 cũng như là theo một chiếc chuột Boston. Đối với thằng Android thì đầu tiên các bạn cần phải có game trước nha. Có game phiên bản Sếp Mobile tải từ Sếp Play. Godfather Gun tải từ Sếp Play phiên bản mới nhất. Và các bạn trước khi mà các bạn tải game server và các bạn add game thì các bạn cập nhật cái game app Godfather Gun này, cập nhật lên phiên bản mới nhất và các bạn sẽ vô đó mở game phiên bản mới nhất đây đã. Các bạn làm từng bước theo như mình hướng dẫn nhé. Các bạn cứ vô game một lần trước cho nó update, xong rồi nó sẽ vô cái phần đăng nhập. Thì các bạn cứ đăng nhập vô bình thường, vô như chơi game bằng tay bình thường á. Lúc này thì các bạn chưa cần phải sử dụng bàn phím chuột, setup một lần đấy đã. Đó, các bạn cứ vô game cho nó cập nhật chạy tài nguyên này nọ, cập nhật hết xong rồi khi mà có hiện bản đăng nhập thì các bạn đăng nhập vô bình thường, tài khoản Zing, tài khoản Facebook hay là Zalo đều được hết. Thì ở đây mình đã đăng nhập sẵn rồi đó. Nói chung là các bạn cứ mở game lên bình thường và các bạn làm sao vô được cái sảnh chính của game. Đây, các bạn vô sảnh chính như thế này là ok đó. Các bạn dùng ạc gì cũng được hết. Ở đây thì mình sử dụng ạc Zing vô game rồi đồ bình thường, cứ vô như vậy một lần đó. Cho nó gọi là cập nhật xong xuôi hết là phiên bản mới nhất, là cái lúc mà add game server mình không phải cập nhật nữa. Bạn làm vậy một lần nhé. Rồi các bạn thoát game ra, các bạn đóng ứng dụng luôn nhé, tắt ứng dụng luôn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sử dụng app game server, game server phiên bản mới nhất hay là phiên bản cũ hơn là được. Ở đây mình sử dụng phiên bản mới nhất là 3.4. thì cách tải thì mình đã hướng dẫn nhiều rồi, mình sẽ để link tải phía dưới cho các bạn phần mô tả. Bạn mở app game server lên. Các bước chuẩn bị để chơi game bằng bàn phím và chuột thì mình đã có nói nhiều trong các video hot rồi. Tức là các bạn phải như thế nào khi mà các bạn dùng ứng dụng game server thì các bạn cần cấp quyền cho nó. Cấp quyền đây, tùy loại điện thoại thì các bạn phải cấp quyền đầy đủ. Ở trên Android nó hơi rắc rối một chút là những cái phần mà quyền này đó. Thì ở trên chiếc Xiaomi này thì mình sẽ cấp quyền ở trong phần quyền khác, rồi các bạn chọn cái game server đây. Bạn cấp xanh lè như thế này được đây. Xanh từ đầu đến cuối, bỏ cái MS dịch vụ là được. Sửa cài đặt, hiển thị bắt đầu trong nền, quan trọng nhất là cái phần mà bắt đầu trong nền này, rồi hiển thị trên bàn khóa này đó. Đây là phần cấp quyền ứng dụng. Rồi để bàn phím chuột hoạt động thì các bạn cần sẽ có cái mục gọi là USB debugging. Thì để mở USB debugging thì các bạn phải bật chế độ tùy chọn phát triển ở trên điện thoại. Đây, mình sẽ có cái phần mà các bạn có thể thấy đây, cài đặt bổ sung và các bạn sẽ có tùy chọn nhà phát triển này đó. Thì cách mở cái chế độ tùy chọn nhà phát triển thì các bạn chỉ cần vô thông tin điện thoại. Mình đã hướng dẫn nhiều người rồi, mình hướng dẫn khá là nhiều người rồi. Các bạn chỉ cần vô phần giới thiệu về điện thoại đó. Tuy là điện thoại nó sẽ có là phiên bản MIUI, chẳng hạn Xiaomi thì nó là phiên bản MIUI, còn Samsung thì nó sẽ là số phiên bản, hay là nói chung là số phiên bản là được, một cái dãy số. Và các bạn nhấp vô đó 6 lần để thông báo này, không cần bạn đã nhà phát triển này hả. Thì các bạn nhấp 6 đến 7 lần là nó sẽ mở chế độ nhà phát triển cho các bạn, và các bạn tìm tới các bạn
mở cái mục tùy chọn cho chị là được. Như thế này hả, các bạn bật on tùy chọn lên, sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ có cái phần USB đi bắc sinh này. Đấy, gỡ lỗi USB này đó, dịch ra tiếng Việt đó là gỡ lỗi USB. Thì các bạn bật hai cái thứ nhất thứ ba là được. Đấy, bật như điện thoại mình bật này là được đó. Ok chưa, đó là những bước chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì các bạn cứ vô app bình thường thôi. Ở đây mình lưu ý một chút, các bạn sẽ sử dụng cái phần reopen nha, sử dụng chức năng reopen. Thì cái chức năng reopen này bật như thế nào thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần cắm một cổng dây cáp vô cổng micro USB và nối vào cổng USB Z1 hoặc là cổng USB Z1 là các bạn sẽ bật được cái reopen này lên. Đó, reopen này on là được. Và khi các bạn mở game, drop file đi gần trong đây, chưa cần kết nối Bluetooth đâu, các bạn cứ mở lên trước. Tại vì khi mà các bạn mở lên các bạn đăng nhập thì nó sẽ bắt các bạn gõ tài khoản vô. À, kết nối Bluetooth thì không có tài khoản được. Nếu các bạn cứ vô game trước, kết nối vô game ok trước, xong rồi các bạn kết nối Bluetooth xong. Ở đây các bạn sẽ sử dụng dòng V-Reaper nha. Để mình mở cho các bạn xem cái dòng trên xanh này nha. Nếu các bạn mở dòng Direct này ở trên cùng thì nó sẽ bị lỗi là văn game ngay. Các bạn xem nhé, nó sẽ vô game và nó sẽ có một cái lỗi, đó là nó sẽ chạy lại từ đầu. Nó bắt các bạn chạy từ đầu, không phải là như lúc nãy các bạn cập nhật rồi thì các bạn chỉ cần vô các bạn tự động đăng nhập vô thôi. Còn mà các bạn dùng cái dòng Direct Engineer thì nó sẽ vô game và bắt các bạn tải từ đầu. Thì mình ví dụ cho các bạn xem luôn. Thì đây cái lỗ này nhiều anh em hay gặp. Này, lúc nãy là mình đã cập nhật xong xuôi hết rồi đó. Đấy, phần game ngay, thấy không? Các bạn thấy không? Vô chỉ cần một, các bạn dùng cái phần Direct Engineer là các bạn sẽ phân game ngay và các bạn không chơi được. Ở đây chiếc Xiaomi này mình test đó giờ là game nào cũng ăn hết. Tuy nhiên thì hiện nay sẽ một bài không ăn bởi cái Direct đấy. Thì hiện tại khi mà các bạn đã có cái reopen on này lên rồi thì các bạn dùng dòng dưới là ok nhất. Đây, cứ dùng cái dòng V-Reaper này. Những bạn là sử dụng X1 hoặc Z1 đều có sẵn cái reopen. Và các bạn chỉ cần cắm USB vô là tự động on lên thôi. Đây, mở dòng V-Reaper thì nó sẽ vô game được. Như đoạn đầu mình giới thiệu cho các bạn đó, thì các bạn sẽ vô được game và vẫn có biểu tượng mát phím ở đây, vô được sẵn chính chơi game bình thường. Hiện tại game đang vô này, các bạn có thể thấy là nó không bị văng nữa đúng không nào. Tức là các bạn sẽ dùng dòng thứ hai, dòng V-Reaper trong app Game Server F, là các bạn sẽ chơi được CS Mobile ở trên điện thoại Android. Các điện thoại khác là tương tự nha. Còn những bạn nào mà có vấn đề như cái inbox fanpage của mình sẽ hỗ trợ hết sức cho. Đấy, vô game rồi thì các bạn sẽ kết nối Bluetooth thôi. Nên các bạn cứ bật Bluetooth điện thoại lên. Bật Bluetooth điện thoại lên. Rồi các bạn bật Bluetooth của Z1 lên. X1 cũng tương tự thôi. Đấy, các bạn bật lên thôi. Bạn gạt cần lên. Hết qua phần mobile đó để nhấp nháy là được. Rồi các bạn sẽ vô điện thoại, các bạn bắt Bluetooth của Z1. À đây, mình đã có sẵn rồi, mình đã tự động kết nối rồi. Đó là game server Z1 đây đó. Vậy là ok rồi. Thì khi mà các bạn vô lại game, rồi các bạn chọn biểu tượng tay cầm luôn sang lá cây này, sẽ kéo lên tay cho dễ nhìn. Có dấu tích chế màu xanh là được. Có dấu tích màu xanh là ok. Rồi các bạn sẽ chọn cài đặt để các bạn mát phím này. Hiện tại thì nó chưa có cấu hình có sẵn ở trên chiếc Xiaomi Note 5 này, chiếc Xiaomi Redmi 5 Plus này. Mình sẽ coi thử xem có cấu hình nào sẵn không. Chưa cấu hình. Rồi, chưa cấu hình thì bạn cứ vô mát phím bình thường thôi. Vô đạn một game rồi đó, các bạn vô các bạn mát phím thôi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mát phím luôn. À quên, cắm chuột luôn nha các bạn. Quên mất, chơi cắm chuột nhau. Các bàn phím với chuột đều sáng đèn là được nhé. Khi mà các bạn vô game xong thì các bạn sẽ có nút di chuyển này.
rồi lúc bắn bên này và lúc nhảy, lúc thay đạn, lúc đổi súng. Đấy, thì các bạn sẽ map như thế này. Cái phần mà WSD là các bạn kéo phục di chuyển, các bạn có làm như mình là được. Tâm ngắm cho các bạn kéo ở giữa màn hình, kéo bất kỳ chỗ nào màn hình được. Chuột trái các bạn kéo vào phần đấy, bắn. Nhảy thì các bạn kéo nút chấm hỏi ra, kéo chấm hỏi ra và bảo nút cắt ở trên màn hình. Đó, thành nút cắt, các bạn thấy không? Thành nút cắt rồi nè. Nút thay đạn thì các bạn kéo chấm hỏi ra các bạn. Nạp đạn này, ấn nút R, đó tiện nhất. Đấy, nút R. Đổi súng thì mình để nút E nha. E đó. Rồi, để tí xíu nhé. Sau khi setting xong thì các bạn cũng close thôi. Đây, các bạn thấy không? Di chuyển được rồi nè. Quay súng này, đó. Đó, các bạn có thể thấy là chuột hoạt động ở đây. Đấy. Đè bắn này rồi, nhấp bắn này đó. Sau khi xích phím ok hết rồi các bạn trải nghiệm game thôi. Đặt kiếm với giá đỡ đặt lên xong rồi trải nghiệm game thôi. Đấy. Thao tác thì rất là mượt. Các bạn nên sắm một con chuột xịn xịn một chút để lia tâm nó êm hơn và nó chuẩn hơn. Ở đây mình dùng chuột hơi dở cho nên là lia tâm chính xác lắm, cảm giác nó không được nhạy. Các bạn chỉnh độ nhạy của cái trong chuột này ở trong phần setting rất đơn giản thôi. Nếu các bạn trải nghiệm được tự game này bằng bàn phím chuột thì nó sẽ rất có lợi thế. Đó là các bước mà các bạn có thể sử dụng được bộ X1 trên Android để các bạn chơi xếp mobile. Rất là đơn giản thôi. Ok, phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng trên một chiếc iPhone. Ở đây thì iPhone hoặc là iPad cũng như là iOS nói chung, iOS từ tầm 10 chấm trở lên được để có thể sử dụng tốt. Thì iPhone nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Các bạn chỉ cần tải game Rock Falcon từ ứng dụng của Happy Jet. Ứng dụng này thì quá quen thuộc với các bạn rồi, xài X1 với Z1 trên iPhone để thông qua ứng dụng này. Link tải thì mình sẽ để bên dưới mô tả luôn. Thì các bạn cứ vô đây và các bạn tải cái phiên bản Rock Falcon mà có thể map phím được ở trong này. Nó sẽ không phải làm nhiều bước như Android, không phải cấp quyền và đồ. Các bạn cứ gõ lên đây. Nó sẽ show ra những cái mà Crossfaderen đó. Đây thì hiện tại cái bản Việt Nam là cái bản này nha các bạn, Crossfaderen này nha, có chữ VS này. Đấy. Các bạn ấn vô các bạn download thì các bạn chọn mục local download là được. Đấy, ấn vô download xong các bạn chọn thứ ba, nó sẽ chạy một cây phần trăm tới 100% là ok đó. Các bạn chọn khoảng 3 GB này là ok. Tải về xong thì nó sẽ hiển thị ra màn hình, nó chạy ra màn hình. Khi mà xong 100% thì sẽ có một cái bảng cài đặt và các bạn ấn vô. Nó sẽ hiển thị ra một cái app tương tự như các bạn tải game App Store vậy đó. Mình ở đây mình tải sẵn rồi. Nó sẽ ra cái hình Rock Falcon đây. Tải game sau thì các bạn chỉ cần mở lên thôi. Đơn giản lắm. Trên Happy Jet thì nó sẽ có game rất sẵn, cho nên không cần phải cấp quyền để các bạn dùng app map phím. Chính vì cái lý do vậy cho nên là nó là PC 3 nặng hơn là Android, 3 gắt hơn là Android. Tại vì các bạn sẽ sử dụng game mà nó qua crack rồi, game không phải game chính thống, cũng đăng nhập vô bình thường, cũng đã cắt Unity của mình thôi. Vô game rất là đơn giản luôn, server này server Việt Nam, dùng đặt Unity, cái đặt lúc nãy của mình đây, bắn APM này. Để kết nối thì các bạn cứ làm tương tự, các bạn sẽ ấn vào hình tay cầm màu xanh trên này này, và các bạn chọn connect. Nó sẽ báo lỗi một lần. Cái này mình làm rất nhiều bước rồi, làm rất nhiều lần rồi. Và vẫn nhiều bạn thắc mắc là kết nối như thế nào cho đúng. Đây. Rồi các bạn sẽ vô Bluetooth, mở Bluetooth lên. Các bạn lưu ý là ngắt hết kết nối
Bluetooth ở xung quanh các bạn nha, thiết bị Bluetooth ở xung quanh tắt hết. Ví dụ lúc nãy mình kết nối với lại chiếc Android này thì giờ mình sẽ tắt Bluetooth của Android luôn. Tắt xong thì các bạn sẽ thấy được cái đèn Bluetooth của chiếc Z1 này nó nhấp nháy. Nhấp nháy ra tìm kiếm như thế này. Đây. Rồi các bạn mở Bluetooth điện thoại iPhone lên. Mở lên nha. Mở lên như vậy thôi, chứ không cần kết nối ở trong iPhone này, không cần kết nối trong phần Bluetooth này. Mình hướng dẫn nhiều rồi, đó, mở lên xong thì các bạn vô lại game. Vô lại game ấn connect. Đó, nó sẽ hiển thị ra một cái con connect xanh lá cây như thế này. Nào ok. Các bạn có thể set tên mắt tiếng được rồi đó. Thế đây mình có một số setting sẵn rồi. Bắn rồi nhắm rồi đồ các kiểu ở đây rồi. F để đổi súng, R hệ cả chuột trái để bắn rồi. Cái này setting của mình. Setting mình lưu sẵn ở trên iPhone rồi. Còn những bạn nào mà các bạn chưa có setting thì các bạn cứ làm y như nãy mình match cho Android đó. Kéo phím ra, kéo chuột, kéo di chuyển rồi kéo nút chấm hỏi ra. Ấn một phím trên bàn phím. Ấn một phím trên bàn phím là ok. Rồi, mình sẽ vô game tiếp đơn trải nghiệm cho bạn thấy luôn. Setting phím rồi thì vô thì còn bắn thôi, chứ không cần làm nhiều hết đó. Thao tác trên iPhone nó sẽ mượt hơn trên Android. Thế mình thấy vậy, vì một số điện thoại Android nó không có kiểu như là sau Xiaomi và Black Shark, nó không có hỗ trợ game tốt như iPhone. iPhone chơi game nó mượt hơn khá nhiều. Nên mình bắn hơi dễ một chút. Chứ nếu các bạn dùng bàn phím thì các bạn nhắm nữa, nó rất là khủng khiếp. Thì hiện tại trên mobile này các bạn vẫn có thể chơi bình thường và mỗi hồn nhất một nhé. Ok, thì trong video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ X1, Z1 bằng phím và chuột chơi game xế mobile có Firegun ở trên điện thoại iPhone cũng như điện thoại Android rồi. Thì nếu mà mình sẽ có thời gian, mình sẽ làm hết những cái tựa game hot hiện nay như là Rú Survival, Free Fire hoặc là những tựa game bắn súng khác. Mình hướng dẫn cho các bạn từng bước kết nối, cách mát phím một cách chi tiết nhất có thể luôn. Đó, thì hiện tại trong video này là tựa game xế mobile, cũng khá nhiều anh em hỏi rồi. Thì các bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm thì cái thứ nhất là các bạn tới trực tiếp cửa hàng hệ thống linh kiện store ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Cần Thơ để các bạn trải nghiệm sản phẩm, hoặc là các bạn có thể inbox fanpage ở dưới link mô tả, hoặc là các bạn gọi trực tiếp tới số hotline bên mình để mình tư vấn miễn phí cho các bạn về cách sử dụng những cái bộ phụ kiện này trên điện thoại rất là ok, và các bạn có thể dễ dàng giành chiến thắng, dễ dàng leo rank cũng như là có những giờ phút giải trí rất là thoải mái và không bị ức chế khi chơi game nữa. Rồi, trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tựa game Free Fire nhé. Rồi, chào các bạn.